Tìm hiểu tinh hoàn có cục cứng nhỏ là bị gì? Bình thường khi sờ nắng vào tinh hoàn sẽ không thấy bất thường hay đau đớn. Nếu nam giới nhận thấy tinh hoàn có cục cứng nhỏ, sưng đau tinh hoàn có thể do các nguyên nhân sau. Nang tinh hoàn là tình trạng một tuyến nào đó bị cuộn ngược lại, khiến dịch bị ứ lại. Biểu hiện là sự xuất hiện cục cứng ở tinh hoàn, có thể gây đau tức nhẹ. U tinh hoàn, người bệnh bị u tinh hoàn có thể gây đau hoặc không đau. Thường u tinh hoàn chỉ nổi cục ở phần da bìu, có thể sờ nắng được, đa số là u dạng tuyến bã. Viêm tinh hoàn, khi tinh hoàn bị sưng viêm, đau khi xuất tinh, nam giới có thể sờ nắng được cục nhỏ, đó có thể là những nốt mụn do viêm tinh hoàn hình thành. Ung thư tinh hoàn, đây là bệnh nguy hiểm nhất, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể di căn qua máu và đường bạch huyết, đe dọa đến tính mạng người bệnh. Tình trạng tinh hoàn nổi cục cứng, tốt nhất nam giới không nên kéo dài thời gian, trì hoãn hoặc giấu bệnh, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị, tránh những mối đe dọa đến sức khỏe sinh sản sau này.